đi viên hồng quốc bảo. Cái này thì cũng nhận bằng ngọc để quan đi sao Nam Phi nha. Nó là chú đo là đây bốn màu, đây cục màu nè, có cục siêu quách nè, cục màu bên em ơi cắm vô đúng màu trắng nè. Bán nôm á, có cái đài bán đồng hồ ngon, bán mình cái mé phụ huynh đó. Quang cảnh sáng chủ nhật nên dân chúng người ta đi uống cà phê rất là nhiều, ngồi thư giãn bên ly cà phê thấy chưa, nên bây giờ cà phê ngắm đồng hồ rồi rất đã anh em. Đây thử cái mắt kiếm Ray-Ban của Mỹ để vô cho anh em, mình đeo vô thử rồi. Ồ, điện thoại nha, đó mắt kiếm Mỹ luôn nha. Giờ là mình đúng không? Quốc sang còn cái nào nữa không, đeo lên con đi quốc sang. Thôi đừng ơi. Lấy đeo vô luôn đi, quảng cáo sản phẩm cho anh em coi, anh em ai đó rồi. Có gì người ta liên hệ nha. Ồ, nhìn giống diễn viên quá. Rồi, giới thiệu với lại anh em là chiếc này chiếc cổ nè. Thấy cọc vàng, kim vàng, kim lá mạ vàng một lên. Size khá to, size này là 36 trở lên đó. Size to. Đây đích của nó, đồng hồ cổ Recon. Rồi này lên quay mà da vô là rất là đẹp nha anh em. Đây quay cận cảnh cho anh em coi luôn. Đồng hồ sang Swiss nha các anh em ơi. Rồi kế tiếp nữa là con Sima này. Sima này mà gân nè. Gân này nghiêng nghiêng để cho anh em thấy nè. Quay đáy cho anh em coi luôn. Đó, đáy. Thành quả điện cầu của Sima đó. Đây. Sima quả điện cầu nha. Đây là zin hết luôn nha anh em. Chưa có like gì hết. Dây Sima luôn. Logo quả điện cầu của Sima luôn. Đây, kế tiếp là cái đồng hồ này. Là đồng hồ giống như là sport hết anh em. Kim dạ quang nè, kim có luminer, thì cái này là kim nó là sport rồi. Body của nó cũng là sport dạng mà diver. Đồng hồ này là đồng hồ automatic của Swiss thụy sĩ luôn nha. Giá cả thì có gì liên hệ với là sang Swiss tình mình nhé. Rồi kế tiếp nữa là kiếm Ray-Ban. Kiến này là nó đóng ở đâu anh Sang hả? Nó đóng không quay ở đâu ta? Đây đóng ở đây nè. Đó, đóng đây chữ. Chính hiệu nha anh em. Ha. Hiệu Ray-Ban đó là hiệu Luxix mà rất là hot từ xưa tới giờ. Đặc biệt là cái mẫu này là Michael Jackson đeo suốt cái quãng đời của ông ta luôn. Dòng Ray-Ban đó, dòng cổ không màu trà cũng rất là đẹp. Rồi cái tiếp nữa là ở đây là cái đồng hồ này là cái đồng hồ automatic luôn nha anh em. Nó là mặt Nhật á, đồng hồ Nhật nha, kim đun xanh nha anh em. Đây kim đun xanh thấy đã chưa, kim đun xanh nè. Mà đặc biệt cái đồng hồ này á là nó chạy có kim xăng nè, kim xăng là màu đỏ nè anh em. Nó là kim xăng nhưng mà thực chất nó là giống như là nó báo cái năng lượng á, báo năng lượng của đồng hồ, khi mà đủ năng lượng thì nó sẽ lên kim nó lên, còn nó yếu năng lượng là từ từ nó tuột về đây, khi mà nó về không này á là cái đồng hồ nó sẽ đứt lại. Còn lên đây là cái đồng hồ trữ lượng nó rất là cao, nó đi lên đây à, kim xăng nó báo giống như đồng hồ xăng của xe hơi của mình đây đó. Còn này là đồng hồ trên đây là báo 24 giờ không, ngày và đêm á, ngày và đêm, ban đêm ban ngày
bông rất là đẹp ha. Đâu, thấy những cái viên ruby của nó lấp lánh nè anh em. Rồi nói chung là đeo cái đồng hồ này cũng rất là đẹp ha, nó cũng là thấy cái thị trường á đẹp. Anh em sở hữu thì cũng liên hệ với lại Sunswift để số điện thoại mình sẽ ghi dưới trang ha anh em ha. Rồi kế tiếp nữa là cái này là đồng hồ, cái này là mắt kiếm đây của bác Sunswift luôn. Đây là cũng đồng hồ cái mắt kiếm ngoại nha anh em ơi. À là monitor đó, monitor nè, có chữ V nè, hàng Mỹ luôn nè ha, hàng Mỹ nha, đó hàng Mỹ đó không, rất là đồng. Cái này đeo lên rất là mát nha anh em. Rồi kế tiếp nữa là cái đồng hồ đỉnh nha, nó là Tudor, là nó là 1156 K1156 nha. Nó là nó thẳng ra nó là một hãng của lần Rolex á, nè núm Rolex, đồ máy Rolex đồ này kia lên quai đeo rồi chơi khóa Rolex đồ luôn. Cái dòng này là dòng cổ của Rolex, nó rất là có giá trị nha anh em, không K1156. Thì nói chung là cái những người mà người ta chơi đồng hồ á thì nói về cái đồng hồ Rolex á là nó dạng đỉnh rồi anh em ơi. Ai muốn sở hữu cái đồng hồ lên dây Rolex quyền thoại này á, nó là top ở Việt Nam mình á, là nó cũng là top 1 á, nó vô top 1 rồi đó. Omega với lại Longines nó là đàn em đàn cháu của nó rồi, không có cửa so với nó đâu. Nhưng mà ở Việt Nam của mình á thì người ta lại thích là Omega Longines hơn, nhưng mà thật ra Rolex mới là hàng đẳng cấp mà vô dòng mà đại gia đó. Ở đây kế tiếp nữa đây là chiếc nhẫn bằng ngọc đế quan, đế quan nha. Ồ, body là bạc luôn hả anh Sang hả? Bạc, nhỏ bạc, nhỏ bạc. Ngọc đế quan hộp tấm CZ, hộp tấm CZ rất là đẹp ha. Nói chung là những hộp ngọc này là rất là đã, nhìn rất là sang trọng và rất là quý phái, giống như ở trong cung đình rất là đẹp. Ở đây một chiếc nữa nè, đây một chiếc này chưa bán chứ, chiếc này show cho anh em coi thôi chứ đâu có bán gì đâu. Đây chiếc này là ruby sao Nam Phi, rất là đẹp, móng rồng chụp lại ha, rất đẹp ha. Đây đây viên ngọc quốc bảo, cái này thì nó là đẳng rồi, cái đó là phải qua bàn rồi, không rất là đẹp, với lại rất là sang trọng. Qua tới đồng hồ thời trang anh em. Rồi. Đó, đây là Burberry nha. Đó, mặt gân rồi này kia không, nó vẽ caro luôn đó. Nhìn nó cũng rất là hay ha, cũng smart smart đồ đàng hoàng. Đó, rất là đẹp. Đây một cái đồng hồ thời trang nữa đó. Michael Kors đính xòe ha. Đồng hồ thời trang thôi. Bước qua một chút xíu nữa là đây tới ông nội cố luôn nè, nhưng mà vẫn là có cái nét quyến rũ rất là dữ. Còn ở đây là mấy đứa cháu không thời trang cháu cưng. Còn đây là vàng ong đó. Hôm nay anh em có gì giao lưu không? Lấy con đây một chiếc nhẫn đế quan, đó là bạc 925 đính kim cương tấm mà không chiếu một đế quan này rất là đẹp, size 195. Rất là mỹ thuật ha.
công phu, gia công rất là đẹp. Trong lồng nhẫn có đóng gì không anh Sang ha? Có chứ, 950, 925 gì đó. À, 925, đây 925. Bún thiếu, nam ven và bún mỏng. Địa chỉ là 1233 Phạm Thế Hiển, phường 5, quận 8. Có số điện thoại luôn nha. Trà mì có hủ tiếu nam ven luôn. Rồi, có hủ tiếu nam ven nè. Nhưng mà tô bún mọc thì rất là ngon. Ba tô rồi tính nước nâu luôn hay gì á, có chỉ có 105.000 à, đúng không? Rất rẻ, rất là bình dân nha. Bình dân mà kiểu như là hủ tiếu nam ven. Đây là ông chủ ông bán nè, nhưng mà bán tới 1 giờ nghỉ, xong rồi nghỉ tới 4 giờ chiều bán tiếp tới tối để biết, để có gì khách người ta tới. Đúng rồi, để tới ủng hộ quán năm sao không cấm điểm có năm tay địa chỉ 1233 ăn rất là ngon luôn, cạn luôn đúng không, cạn luôn thấy chưa, Hàn Quốc luôn. Hôm nay ăn trưa, ngày cuối tuần, cuối nhật, Chúa cho một bữa ăn trưa là bún mọc. Với lại đồng hồ Hoàng Sang thân thiết, ông họa sĩ, thầy giáo họa sĩ thân thiết. Những món ăn rất là ngon, nhưng mà theo ông Hoàng Sĩ nói là món ngon được lạ chứ. Xin mời anh em nha. Đi chứ bán nam mà lời cái anh đó, nó còn lời cái anh này. Rồi Chúa cho con, chúng con luôn vàng ngày. Rồi nay đi ăn bún mọc, món ăn ở quận 8. Rồi bún mọc. Rồi vậy là bắt nam, bắt sang, đồng hồ sang Swiss, đeo rê bằng là luôn, ngồi ăn bún mọc đeo rê bằng cực giờ. Rồi chào anh em nha. Rồi chào. Rồi mời anh em. Hồi nãy có khách hỏi cái cục ngọc đế quan ở nha. Rồi. Đây. Chiều chút số cả đi có tính cho nó đẹp chút không? Đúng rồi. Rồi. Đâu có. Rồi hai chữ thì mình là một khối đèn mình bọc cái đế quan là gì nữa. Mình treo cổ. Đúng rồi, đúng rồi. Đây nha. Đây bún mọc. Đây cục mọc nè. À. Có cục siêu quách nè. Rồi ơi. Siêu quách. Rồi. Rồi cảm ơn. Đây giá trộn. Rau trộn. Lúc nào mình cũng đã cứu hết đó đúng không? Đúng rồi, mới có đồ ăn dư đúng không? Đây mình phải nặng chặt vô anh em ơi. Mình là chanh với ớt là mình không ăn tại vì con tử rồi đúng không? Chua mực bát cứ bình thường là hai món. Tử. Rồi, mời anh em nha. Rồi mời, xin mời. Rồi mời nha. Ớt. Rồi bỏ ớt vô đây, trộn lên nha. Rồi mình sẽ bỏ rau trộn vô. Mình đây này không biết quay phim nhưng mà rất chụp hình tâm cho đúng rồi. Làm YouTube luôn. 18. Đó, mấy cái bóng rất là đơn giản. Rồi, chụp lên đó nè. Rồi, thì sao chụp được 3 người luôn đi chứ. Rồi. Hả? Chụp được 3 người luôn nè. Ngang đó. Đó. Đó nào, đó chụp được 3 người luôn nè. Ok. Rồi, nặng chanh, ớt, rồi bỏ giá trộn với là miếng rau vô đi bác Nam. Đúng rồi. Rau vô. Vô. Đây, chấm mọc thì mình đây mình lấy tỏi ra ha, tỏi mình cho miếng vô để mình chấm. Mọc là thường là chấm nước mắm hả bác Nam hả? Chấm nước mắm là nước mắm sống á. Đó, nước mắm sống đúng rồi. Nước mắm sống ở đây. Còn nước cũng gọi nước mắm luôn.
cũng mà không có bỏ ớt vô ở chanh vậy đó, nấm nấm nhĩ không vậy, nấm nhĩ rồi đó. Đó ở đây ha. Rồi ở đây đây tô màu rất là hấp dẫn nha, quá đã. Mời mà chấm nước mắm nhĩ rồi đúng không? Một bọc bên em ơi, chấm vô nước mắm trắng nè. Bóng nôm á, ở đã có cái rồi bán đồng ngủ ngon, bán mình cái mé phụ huynh đó, đúng không nào? Mình biết mé phụ huynh đó, bán cũng ngon lắm.